Chiều nay tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có buổi làm việc với tỉnh. Buổi làm việc được truyền trực tuyến tới 10 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đồng chí Bộ trưởng và đoàn công tác. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã dành thời gian về thăm và làm việc với tỉnh, đồng thời báo cáo khái quát những nét nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021, mục tiêu năm 2021 và những năm tiếp theo, những kết quả nổi bật trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh, thế mạnh về nông sản của tỉnh hiện có và hướng phát triển trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đánh giá cao giá trị sản xuất và kết quả mà ngành nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên đã đạt được. Đồng chí đề nghị trong sản xuất nông nghiệp, Hưng Yên cần xây dựng sản phẩm nông nghiệp tương xứng với địa danh thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phú Hiến, phát triển mạnh hơn nữa thương hiệu nhãn lồng Phú Hiến. Đối với sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ nông sản, tỉnh cần quan tâm đẩy mạnh liên kết sản xuất, cung ứng sản phẩm thị trường cần nhằm đảm bảo giá bán sản phẩm cho nông dân, hạn chế tình trạng được mùa rớt giá, cung vượt cầu, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới để hỗ trợ thành viên kết nối cung cầu, thị trường tiêu thụ, định hướng cho nông dân chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, giảm số lượng sản xuất quy mô nhỏ sang quy mô lớn để nâng cao giá trị, chuyển từ nền sản xuất nông nghiệp sản lượng cao sang nền nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, trách nhiệm, bền vững. Tỉnh cần xây dựng chương trình khởi nghiệp nông nghiệp cho nông dân để kết nối sản xuất với tiêu dùng, gắn với phát triển du lịch sinh thái. Đề nghị tỉnh cần tăng cường vận động nông dân vào hợp tác xã, tổ hợp tác, đề nghị chuyển vụ, chuyển cây trồng, nhận định các điểm nghẽn nông nghiệp và có hướng khắc phục nhanh chóng, kịp thời hiệu quả, nâng cao nhận thức về nông nghiệp và cơ cấu lại nông nghiệp. Chuyển từ phát triển đơn ngành sang mục tiêu tích hợp đa ngành, từ mục tiêu đơn giá trị sang mục tiêu tích hợp đa giá trị. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trân trọng tiếp thu ý kiến, chỉ đạo, gợi mở của Bộ trưởng trong phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Đồng chí cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm tạo điều kiện một số vấn đề. Đề nghị Bộ trưởng quan tâm đến cái tuyến đường kết nối di sản mà Hưng Yên đang lập cái dự án tiền khả thi. Sau khi mà lập dự án tiền khả thi xong thì Hưng Yên sẽ tiến hành triển khai xây dựng. Vì cái tuyến đường này đang xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn liên quan đến đê, tức là đê điều. Đây là một lĩnh vực rất là quan trọng trong cái việc phát triển kinh tế của Hưng Yên, không cho những 5 năm 2025 mà định hướng 2030. Kiến nghị thứ hai này, đề nghị Bộ trưởng là tham mưu với Chính phủ, với Thủ tướng Chính phủ sửa đổi cái luật đê điều và Quốc hội, tham mưu cả Quốc hội về luật để sửa đổi luật đê điều và quyết định 257 của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 2 năm 2016 về phê duyệt quy hoạch phòng chống thoát lũ, quy hoạch đưa đầu hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình cho phù hợp việc sử dụng đất đai, bãi sông ở tỉnh Hưng Yên để đảm bảo an toàn phòng chống lũ và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hệ thống Bắc Giang Hải hiện nay là ô nhiễm môi trường rất là lớn. Trong khi đó thì các nguồn vốn ODA mà trên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì có thể đề xuất thực hiện rất nhiều, như là đề nghị Bộ trưởng quan tâm hệ thống sông Bắc Giang Hải và phân cấp quy định việc xả thải của các doanh nghiệp cho huyện. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thì Ủy ban tỉnh Hưng Yên căn cứ đó thì có cái biện pháp để làm sao giảm thiểu ô nhiễm môi trường một cách tốt nhất. Dự án cải tạo nâng cấp kênh Trần Thành Ngọ thì cái đó thì cũng đề nghị Bộ trưởng quan tâm. Rồi cái hạ tầng thủy lợi để đáp ứng tốt hơn nữa về nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, về an toàn phòng chống lũ. Các kiến nghị của tỉnh, đồng chí Bộ trưởng Lê Minh Hoan trực tiếp giải đáp, đồng thời tiếp nhận để chỉ đạo các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét báo cáo để xử lý trong thời gian tới. Trong chuyến công tác tại tỉnh, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và đoàn công tác đã đến tham quan mô hình trồng nhãn tại thành phố Hưng Yên.